Chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Tấn Trung, thạc sĩ kinh tế, tuyển nhân lực, hiện đang là giảng viên trường Đại học Phụ Trách Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo dịch vụ Âu Việt với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thức uống, đã đào tạo được hàng ngàn học viên, là một chuyên gia tư vấn cách ấp về quán cà phê, nhà hàng, quán bar, Vlog. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về khóa học pha chế tổng hợp. Thì khóa học pha chế tổng hợp sẽ giúp bạn pha chế những loại thức uống thông dụng và những kỹ năng cơ bản. Thì pha chế những thức uống thông dụng như cà phê truyền thống, nước ép, sinh tố, trà, nước tông, lassi Ấn Độ, soda ý và những loại thức uống thông dụng khác. Pha chế tổng hợp là một nghề hot hiện nay. Đây là một nghề dễ kiếm việc làm, dễ tăng thu nhập. Thì với khóa học pha chế tổng hợp thì thu nhập của một người pha chế đâu khoảng từ 4 triệu cho tới 5 triệu. Và đặc biệt hơn là dành cho những bạn chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực pha chế. Học xong khóa học này, học viên sẽ biết là cách là set up một quầy cà phê, một quầy bar, biết cách xây dựng menu, cách là bảo quản nguyên vật liệu, mua nguyên vật liệu ở đâu, sử dụng dụng cụ trong quầy bar, các loại ly trong quầy bar, phân biệt được các loại thức uống không còn và thức uống có còn, nắm vững kiến thức cơ bản của pha chế.